Kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến thế, biến những thứ trong nhà thành máy in tiền, có người chỉ làm 30 phút ngày nhưng nhận lương gần 1 tỷ đồng, không cần phải bằng cấp, gia tăng thu nhập, theo cách này giúp bạn có thể kiếm được 917 triệu đồng tháng mà chỉ cần làm 30 phút mỗi ngày. Không phải tất cả các công việc đem đến cho bạn nguồn thu đều phải yêu cầu phải có bằng cấp. Đối với một số người, tất cả những gì bạn cần đôi khi chỉ là một khoảng sân sau nhà. Hiện nay, giao hàng hay các công việc văn phòng không còn là cách kiếm được nhiều tiền nhất. Thay vào đó, các công việc sinh lợi tập trung nhiều hơn vào ý tưởng, bạn có thể kiếm tiền từ những kỹ năng bản thân đang có và những thứ đã sở hữu. Điều này đặc biệt đúng với những người làm thêm bắt đầu từ công việc kinh doanh để có thêm một khoản tài chính trong thời kỳ bất ổn. Cathy Corzitop, người sáng lập và biên tập viên của nói với CNBC Max, 5 năm trước những người kiếm được nhiều tiền thường xoay quanh các ứng dụng giao hàng hay gọi xe. Giờ đây hoạt động kiếm tiền thực sự diễn ra trên tất cả các nền tảng chuyên nghiệp, nơi bạn có thể kiếm được thu nhập 6 con số tính theo USD tại nhà. Bất kỳ công việc chuyên nghiệp nào có thể đặt tên đều có nền tảng cho nó. Thực tế, những nền tảng này có thể giúp bạn kiếm tiền từ ô tô, du thuyền, bể bơi, nhà để xe. Một số người dùng các nền tảng này để mang về thu nhập 6 con số mỗi năm với chưa đầy 20 giờ làm việc mỗi tuần. Trong năm qua, CNBC Make It đã khảo sát loạt người dùng các nền tảng này. Mỗi người trong số họ đã tạo ra nguồn thu nhập mới bằng cách kiếm tiền từ chính thứ họ đã sở hữu. Dưới đây là 3 ví dụ. Một, Cho thuê du thuyền kiếm 38.800 USD mỗi tháng. JP Mancini hay luôn muốn sở hữu một chiếc du thuyền nhưng không muốn bỏ ra hàng trăm nghìn USD mà không thấy lãi. Sau đó anh đã nghĩ đến ý tưởng để mọi người trả tiền thuê du thuyền của mình mỗi ngày. Vào tháng 1 năm 2022, Mancini đã niêm yết chiếc thuyền trị giá 400.000 USD của mình. Cập cảng cây West, Florida trên các nền tảng cho thuê như Boatsetter và GetMyBoat. Chỉ sau 5 tháng, số người thuê gia tăng, anh có thêm tiền để mua một chiếc du thuyền nữa với giá 300.000 USD, trong đó vay 150.000 USD để trang trải một nửa chi phí. Anh cập bến chiếc thuyền thứ hai này ở gần nhà Hampton, Virginia. Trong một năm kinh doanh, khoản đầu tư đã mang về cho anh nguồn thu nhập khoảng 38.800 USD mỗi tháng, 917 triệu đồng. Theo CNBC, đối với công việc này Mancini chỉ làm việc 30 phút ngày để quản lý việc đặt chỗ và phối hợp với các thuyền trưởng. Với nguồn thu nhập mỗi tháng từ việc cho thuê du thuyền, anh đã dành khoảng 6.000 USD mỗi tháng để trả nợ khoản vay mua thuyền. Phần lớn anh gửi tiết kiệm dành cho kế hoạch trong tương lai. Tôi không thích chi tiêu hết các khoản thu nhập nào kiếm được. Tôi muốn tiết kiệm để xây dựng các khoản đầu tư khác, Mancini nói. Hai, Cho thuê xe ô tô kiếm 14.000 USD mỗi tháng. Angie Covazia là người đam mê ô tô. Năm 2019, anh đã biến những chiếc xe của mình thành công cụ kiếm tiền. Ở tuổi 32, anh đã kiếm được 14.000 USD mỗi tháng, 330 triệu đồng bằng việc cho người lạ thuê 6 chiếc xe hơi của mình thông qua nền tảng tờ giờ dâu. Bắt đầu bằng một vị trí chỉ cách sân bay quốc tế Boston Logan vài dặm cùng chiến lược thông minh, và từ một chiếc xe hơi cho thuê anh đã nhanh chóng nhân lên thành 6 chiếc và có được nguồn thu nhập khủng vào mỗi tháng. Theo đó, anh tận dụng lợi thế hạ giá thành thuê xe của mình so với các đơn vị khác. Chẳng hạn chiếc dép Gladiator năm 2021 của anh ấy được niêm yết trên tờ giờ Dâu với giá 89 USD mỗi ngày. Nếu thuê cùng một chiếc xe từ Enterprise A, cao của sân bay bạn sẽ phải chi trả 204 USD mỗi ngày. Chiến lược này đã được đền đáp khi mọi người quay trở lại du lịch và tìm kiếm cách di chuyển giá rẻ. Doanh thu từ một chiếc xe đầu đã giúp Ecoveria mua chiếc xe thứ hai, thứ ba và đến chiếc thứ sáu. Những mẫu xe hạng sang cho phép anh tính phí cao hơn. 2022 là năm thành công nhất của Ecovazia khi mang về doanh thu 94.000 USD mỗi năm, 2,2 tỷ đồng. Ngoài nguồn thu này, anh vẫn có mức lương 80.000 USD mỗi năm, 1,8 tỷ đồng từ công việc toàn thời của mình. 3. Cho thuê bể bơi kiếm gần 200.000 USD mỗi 2 năm. Vào năm 2012, Zimba Tường đã chi 110.000 USD để xây dựng một hồ bơi sang trọng ở sân sau nhà. Anh kỳ vọng nó sẽ tăng thêm giá trị cho ngôi nhà của mình. Khi xây dựng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cho người lạ thuê lại bể bơi của gia đình. Sau đó vào tháng 9 năm 2020, anh đã đăng tải bể bơi của mình trên sở Wimperly, một nền tảng kiểu Airbnb dành cho hồ bơi. Trong vòng 2 năm, anh ấy đã kiếm được gần 200.000 USD, 4,7 tỷ đồng khi cho hơn 10.000 người thuê hồ bơi của mình. Với một spa, phòng nghỉ bên hồ bơi, ba tuần nhanh chóng trở thành người kiếm được tiền nhiều nhất từ nền tảng này. Tuy nhiên đây cũng không phải công việc có thu nhập thụ động. Kể từ mùa thu năm 2022, Ba Tần và vợ đã dành 12 đến 14 tiếng tuần để làm các công việc như sắp xếp lịch đặt chỗ, chào đón khách và kiểm tra nồng độ cờ lo trong nước. Barton lưu ý rằng hồ bơi mang lại rất nhiều lợi nhuận vì anh ấy đã đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng. Khi nền tảng sờ Wimperly trở nên phổ biến hơn, nhu cầu thuê hồ bơi của anh ấy đã giảm sút. Nếu mọi người nghĩ rằng họ sẽ xây dựng một hồ bơi và biến nó thành khoản thu lợi kiếm về 200.000 USD mỗi 2 năm thì đó là điều viển vông. Thực tế bạn phải có hoàn cảnh phù hợp và lợi thế cạnh tranh mà không ai có được, Ba Từ nói. Ngày 4, biến sân sau thành công viên cho chó kiếm 4.100 USD mỗi tháng. Zipomwell là người yêu động vật. Anh chỉ mới bắt đầu kiếm tiền từ dịch vụ này vào tháng 3 năm 2020. Zip có một mảnh sân sau rộng hơn 20.000 m2 ở một ngôi nhà tại thành phố tờ Wollerton, Oregon. Anh bắt đầu cho thuê khoảng sân sau trên nền tảng Snip Ban đầu công việc kinh doanh rất chậm. Chia sẻ với CNBC, anh nói rằng mình chỉ kiếm được 29 USD trong tháng đầu tiên. Khi dịch COVID-19 thúc đẩy nhu cầu về không gian tụ tập ngoài trời, doanh thu của Pomwell đã tăng lên. Vào thời điểm dịch căng thẳng, anh đã kiếm được 329 USD mỗi tháng, chủ yếu đến từ những khách hàng quen, bao gồm những người nuôi chó, người huấn luyện chó, các đội tìm kiếm và cứu hộ, hay đội cứu hộ chó Ozygon. Giờ đây, Pomwell đã kiếm được 4.100 USD mỗi tháng, 96 triệu đồng từ Snip Sport. Hầu như ngày nào sân sau của anh ấy đều kín chỗ với các lịch thuê kéo dài đến 7 giờ. Pomwell cho biết gia đình anh đã dành từ 5 đến 10 giờ tuần để dọn dẹp sân sau, cắt cỏ, thay khăn tắm và bát nước. Giống như ba tuần, Pomwell nói rằng anh không chắc chắn công việc này sẽ tiếp tục mang về doanh thu khủng khi Snip Sport phát triển hơn. Song hiện tại Pomwell thừa nhận rằng công việc này đem đến cho anh nhiều lợi ích theo cnbc